Rồi, chào anh em nha. Chào bà con. Hôm nay lên phun thuốc ế anh em ơi. Phun thuốc ngọt, phun thuốc ế. Phun thuốc ngọt quá là ngọt rồi. Ơi quá ế luôn. Ai. Nay lên riêng con này ha cho anh em nào muốn mua về độ chới nói chung là nghịch nghịch gì đó thì mua về làm ha anh em ha. Con này thì em sẽ rớt hết ha. Rớt. Đây. Anh em nào lấy lại thì lấy ha. Còn anh em nào không lấy thì em sẽ tính theo không lấy. Đó, giờ em sẽ rớt cái đầu máy xăng nè, cái đầu áp nè, đó, hệ thống, những hệ thống phun nè, bồn nè, đó, ra khúc này lọt hết, đó, để lại cho anh em cái khung sườn ba cầu 6 bánh, đó, về cho anh em chế xe rùa ha, đó, về anh em gắt máy dầu, ha, đó, lên máy dầu, gắt máy dầu ngay đây, đó, lên cái máy dầu nói chung là từ ZB 600 đổ lên là ok rồi, hoặc là máy dầu E7 gì đó, E8 gì đó, quay đề gì cũng được. Nói chung đề chứ quay thì không được đâu. Đó, đó lên xe rùa ha. Lên xe rùa thì rất là ok luôn. Rồi lên ben luôn. Nói chung thì anh em mua một cái con ba cầu như vậy, đó, lên máy, lên ben, lên thùng, nói chung lên hết luôn thì giá nó cũng rất rẻ ha. Rất rẻ theo thị trường và nó phù hợp với cái nhu cầu của mình nữa. Đó, ví dụ một con ba cầu bây giờ anh em mua á, nếu hoàn thiện á, thì nó không phải là 50 mấy 60 triệu. Đó, thì giờ con này em bán cho anh em cái sườn ba cầu ha, giá 22 triệu, giá 22 triệu nha anh em nha. Đó, giá 22 triệu ba cầu 6 bánh lọt sạch. Đó, còn em nào muốn để lại đầu áp, để muốn để lại máy, để anh em muốn mua nguyên con em cũng bán luôn ha. Còn đây làm ra giá là ra giá gọi là giá mua về gọi là để sửa chữa ha. Đây tình trạng bánh đó, bánh này đây nè, bánh thì nó có răng nứt nha anh em nha. Đó. Nhưng mà gai thì rất là cao. Bánh thì có răng nứt. Bánh này sau này anh em mua về thích lên bánh khác cũng được ha. Thích lên bánh khác cũng được, lên bánh cao, bánh to hơn cũng được. Đó, chỉ có 22 triệu thôi anh em. Mua về mua cái máy dầu khoảng tầm 4 5 triệu á, gác lên rồi lên thùng, lên ben, nói chung tầm 30 mấy triệu là em nghĩ nó hoàn thành rồi. Đó, thì nó có một con xe rùa ba cầu. Ha, 6 bánh. Quá là ngon luôn, tuyệt vời. Nói chung là anh em mua một con về anh em tỉ mỉ, anh em dọn từ từ thì nó rất là ok ha. Còn như em ở đây thì nhiều nên là không thể nào em làm được ha. Em cái gì cũng làm hết thì không thể nào làm nổi. Đó. Rồi. Cái máy thì 1 triệu nha anh em. Cái máy EE44 8 ngựa. Đó, 1 triệu. Còn bộ quạt rồi bét đồ đó thì thôi để lại. Cái đầu áp này thôi để lại luôn. Mấy cái này chưa cần thiết bán sau. Đó. Rồi. Một con xe ba cầu. Đó, ghế ngồi còn đẹp lắm nha, không rách nha. Đó, có thắng tay, hai cần chuyển hướng. Đó, chỉ khó đề đầy đủ. Đó, khung sườn không mục nha. Đó. Thắng dầu luôn nha anh em, thắng dầu luôn. Rồi ok,